Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Lời nói đầu tiên, mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Hôm nay mình xin cập nhật lại tình hình cái chậu lan vũ nữ mà mình có chia sẻ cách trồng và chăm sóc. Thì tới hôm nay là đã được 2 tháng và mình cập nhật lại để cho mọi người được xem tình hình cái chậu lan này nó phát triển ra sao. Thì hiện tại á, thì đã có tin vui mọi người. Thì cây lan của mình, cây lan vũ nữ của mình đã có hoa. Thì nói chung là cái dòng vũ nữ này rất là dễ trồng nha các bạn. Nếu mà nhà các bạn á, nếu như nhà các bạn mà có nắng có gió, vườn nhà chúng ta mà đủ nắng đủ gió thì cây nó phát triển rất là tốt, vì dòng vũ nữ này rất là ưa nắng. Còn mà cái loại vũ nữ này là mình chỉ chia sẻ là vũ nữ xưa này thôi nha mọi người, chứ còn vũ nữ mà ví dụ như vũ nữ hoàng hậu các thứ thì mình chưa có chăm sóc, cho nên mình nghĩ nếu mọi người chăm sóc giống mình chia sẻ thì cây chắc chắn sẽ có hoa nha các bạn. Thì mình mấy lần trước mình tưới phân thì mình đã cập nhật tình hình cho mọi người rồi. Và bây giờ trước tiên mình mời mọi người quan sát bộ rễ của nó sau 2 tháng cây phát triển như thế nào ha. Thì hiện tại bây giờ là bộ rễ rất là đẹp. Đó. Đầu rễ trắng muốt luôn mọi người. Chậu này mình có chia sẻ cách trồng luôn nha. Chút xíu nữa có gì mình sẽ cài nó, cách trồng chậu này ở cái phần kết thúc video á. Bạn nào quan tâm thì có thể xem. Đó, các bạn có thể nhìn thấy bộ rễ ha. Để chăm sóc cây lan vũ nữ mà có bộ rễ như thế này thì không có gì là khó hết. Cây lan vũ nữ và tất cả dòng lan nói chung ha mọi người, nếu mà chúng ta mà các bạn thấy rất là khô và thoáng không, ở dưới đấy này các bạn này, nó đan vào nhau luôn ha. Ở dưới đấy rễ, bộ rễ nó đan vào nhau, mình trồng rất là đơn giản thôi. Chúng ta càng cho cây lan đơn giản á thì nó càng có kết quả tốt các bạn ạ. Đừng có cầu kỳ quá, đôi khi mình cầu kỳ quá nó lại đưa cây lan về nó không tự nhiên nữa. Mình chăm sóc nó, ví dụ như mình hay chia sẻ video, mình hay làm video vì nhà mình là có rất là nhiều loại lan. Mỗi lần mình tưới phân chậu nào mình cũng cập nhật hết. Mình tưới phân mình đều làm video và chia sẻ để cho mọi người được xem cái chậu lan của mình nó phát triển ra sao, và lúc mình trồng ra sao, tới khi chăm sóc và khi phát triển nó ra sao. Hôm nay nó có cái ngọng hoa rất là đẹp luôn. Thì hiện tại thì nó mới chỉ có một ngọng thôi. Và mình sẽ ráng chăm sóc, khi nào ngọng hoa này nở thì mình sẽ quay video mời mọi người cùng ngắm hoa luôn. Và cách mình chăm sóc mấy lần trước thì mình có tưới là, ví dụ như lần đầu tiên thì mình tưới Hùng Nguyễn, lần thứ hai mình tưới 20 đều, định kỳ thì 10 ngày mình mới tưới phân một lần. Và mình có tưới 2 lần 19, 31, 17. 19, 31, 17 đây mọi người. Thì các bạn có thể tưới 19, 31, 17 kết hợp với B1 và Atonic cũng được ha. Thì để cây nó, cây lan vũ nữ là dòng đa thân, nếu mình mà tưới phân á, bổ sung thêm Atonic và B1 nó sẽ kích thích cây đẻ con nhiều hơn. Mà cây đã đẻ con nhiều thành chậu lớn á, thì nó sẽ có nhiều vòi hoa hơn, thì tạo thành một tác phẩm vàng rực rất là đẹp. Vì chậu vũ nữ này á, là hoa nó màu vàng á mọi người, mình rất là thích luôn. Cho nên là hôm trước mình có tách ra mình trồng, thì mình có làm video rồi. Tưới phân các thứ thì các bạn đều biết đúng không? Thì tưới phân cho nó thì tốt nhất là mình nên tưới vào buổi sáng sớm đi. Buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Thì mình hay tưới vào buổi sáng sớm. Thì các bạn có thể ví dụ pha 19, 31, 17 là mình pha tỷ lệ là 1 gram. 1 gram 1 lít nước, và các bạn cho vào đó là 1 mi B1 và 4 giọt Atonic. Định kỳ thì chỉ 1 tuần đến 10 ngày mình mới tưới một lần. Nhưng để cây vũ nữ mà ra hoa được á, tất cả cây lan không riêng gì cây vũ nữ mọi người ạ. Nhưng mà mình thấy cây vũ nữ thì cây vũ nữ và cây cát lai da là phải có nắng, và cây dendro nắng, nếu không có nắng nó không có hoa được, rất là khó hoa. Nhưng mà nếu mà chúng ta chăm sóc cái cây chậu này á, mình treo tít lên chỗ cao nhất của giàn và chỗ nắng nhất thì nó khô nhất luôn mọi người. Thì mình tưới dạng phun sương thì nó hơi ẩm ẩm, còn nếu mà tưới cái bát kia là nó, chỗ này là nước tới ít lắm, cho nên nói chung là thuộc dạng khô. Thì mình rút ra kinh nghiệm là dòng vũ nữ nó cũng không ưa nước lắm đâu. Mình tưới định kỳ, ví dụ buổi sáng mình tưới sơ qua một xíu thuộc dạng phun sương,
rồi mình tưới phân xong rồi 10 giờ mình xả lại, thì dĩ nhiên là tưới phân mình phải xả lại rồi để cho nó cây lan nó hấp thu được lượng phân tốt nhất và nó không bị đọng. Ví dụ lượng đạm lân NPK là nó dạng muối, nếu nó đọng lại trên lá lâu ngày thì nó sẽ, nó nắng lên nó sẽ bị cháy lá, đó là điều tất nhiên ha. Và phụ nữ thì là dòng lá mỏng nữa, dòng lá mỏng nếu mà lượng phân quá nhiều là nó sẽ bị cháy đầu lá, đó là một chút ít kinh nghiệm của mình. Còn nếu các bạn chăm sóc tốt đó, thì cây nó sẽ có bộ rễ khỏe, một bộ rễ khỏe thì nó sẽ lấy được phân nhiều thì nó sẽ hấp thu được dinh dưỡng nhiều thì nó sẽ ra hoa quanh năm. Có loại nhà mình là ra hoa quanh năm nha các bạn. Chút nữa mình sẽ để mặt hoa ở trên trên đầu luôn á cho mọi người được xem ha. Thì nếu mà có, các bạn có thể bổ sung thêm canxi magie. Nếu mà các bạn tưới canxi magie này này thì các bạn định kỳ thì mình chỉ cần 1 tháng 1 lần cũng được ha. 1 tháng 1 lần là rất là tốt rồi. Bổ sung thêm vi lượng hoặc là cam bi nhật. Cam bi nhật các bạn pha tỷ lệ 1 gram 5 lít nước nhé. Chúng ta không nên pha đặc quá thì cây nó sẽ hấp thu được phân tốt, dinh dưỡng tốt. Và đó là điều kiện tốt nhất để giúp cây lan phụ nữ ra hoa. Điều kiện tốt nhất là khi chúng ta chăm sóc một cây lan, chúng ta không cần phải nghiêng về chế độ kích hoa nhiều quá. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ chút ít kinh nghiệm của mình thôi ha. Mình không nên kích hoa nhiều quá, mình chỉ chăm sóc và tưới phân khi cây đủ dinh dưỡng nó sẽ tự động ra hoa. Nếu các bạn chăm sóc cây đủ nắng, đủ gió, vườn lan nhà các bạn đủ thoáng, cây bộ rễ khỏe, cây khỏe, không có gì để cây không ra hoa được. Trừ trường hợp bộ rễ của cây lan nó rất là yếu. Và thứ nhất, thứ hai là cây nó khô và nó không, nhìn nó không không khỏe, nó teo tóp thì nó cũng có ra hoa, nó cũng không nuôi được vòi hoa. Cho nên là quan trọng nhất là vẫn là chế độ chăm sóc. Thì mình cứ tưới phân, tưới nước định kỳ 1 tuần đến 10 ngày mình tưới một lần. Các bạn có thể thay thế 19, 31, 17 bằng 20 đều cũng được. 20 đều cũng được, và mỗi lần tưới 20 đều á thì các bạn có thể cho vào đó ví dụ như B1 và Atonic. Atonic thì 1 tháng chúng ta không tưới quá 4 lần, để nếu mà quá 4 lần vì nó là dạng kích thích sinh trưởng, mình kích thích nhiều quá cũng không tốt. Đó là một chút ít kinh nghiệm của mình để cho cây vũ nữ ra hoa ha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nha mọi người. Hãy chia sẻ video của mình để cho nhiều người được biết đến nhé. Khi nào chậu lan này nở hoa thì mình sẽ cập nhật. Để cây lan có bộ rễ khỏe này á, là cây vũ nữ nó ưa gió, ưa thoáng đó mọi người. Cho nên chúng ta nên treo chỗ nào mà nắng nhất của dàn lan mình á, thì nó sẽ có hoa ha. Khi nó ra rễ khỏe nó sẽ ra hoa. Ra rễ khỏe thì nó mới lấy được dinh dưỡng. Lấy được dinh dưỡng tức là lấy được lượng phân chúng ta tưới vào, nó sẽ hấp thu được hết thì nó sẽ tự động ra hoa thôi ha. Không gì là không có phải là chúng ta cứ phải kích hoa là nó sẽ ra hoa. Khi kích hoa mà cây yếu nó ra hoa thì nó cũng không nuôi được vòi hoa đâu. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nhé.